Quý vị và các bạn đang xem chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay mở đầu với phần tin như sau. 6 tháng đầu năm nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hội An đã kịp thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, khắc phục khó khăn, bước đầu khôi phục nền kinh tế, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố tổ chức đảng, xây dựng chính quyền hiệu quả, một số lĩnh vực có bước phát triển khá. Thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 và bầu cử trưởng thôn khối phố nhiệm kỳ 2022-2027. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thành phố về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Đảng bộ thành phố đã kết nạp mới 36 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển chính thức 57 đảng viên hết thời gian dự bị, xóa tên 4 đảng viên, cho ra khỏi đảng 4 đảng viên. Có 3 đảng viên bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, ngành du lịch Hội An bước đầu có những tín hiệu phục hồi sau đợt dịch COVID-19. Lượng khách đến Hội An đạt 487.000 lượt, đạt trên 121% kế hoạch và tăng hơn 217%. Tổng lượng khách mua vé tham quan hơn 325.000 lượt, đạt gần 130% kế hoạch, tăng gần 210%. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 5 để sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 6 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của thành phố đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động du lịch mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đến nay đã từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc. Hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại đang dần khôi phục, giá trị tăng đáng kể. Ngành nông nghiệp ổn định, năng suất và sản lượng tăng so với cùng vụ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác quản lý đô thị, quản lý di sản, tài nguyên môi trường được quan tâm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiêm chủng vaccine luôn được chú trọng. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ có nhiều khởi sắc. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2022, cùng với các điểm đến du lịch trên cả nước, ngành du lịch Hội An đã từng bước phục hồi, có những tín hiệu lạc quan về khôi phục thị trường khách du lịch sau thời gian trì trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đây là quang cảnh phố cổ Hội An một buổi chiều tối. Khác với năm trước, không chỉ vào cuối tuần, ngày nào phố cổ cũng đông đúc du khách. Hầu hết hàng quán và các dịch vụ phục vụ du lịch đã mở cửa trở lại, nhịp sống của người dân sôi động hẳn lên. Cảm nhận riêng của em về phố cổ An là một nơi đáng đến để tham quan và du lịch ạ. Quá là phấn khởi, quá vui vẻ mà cái tổ chức quá hoành tráng, quá tuyệt vời. Ngoài là cái lễ hội này nó rất là được nhiều khách đến các nơi đến tham quan, đến vui hơn hội này. Tổng lượt khách đến Hội An trong 6 tháng đầu năm 2022 là 487.000 lượt, tăng hơn 217%, trong đó khách quốc tế 55.000 lượt, tăng 587%, khách Việt Nam 432.000 lượt, tăng 197% so với cùng kỳ. Du khách đến Hội An để tham quan lưu trú chủ yếu là khách trong nước, chiếm trên 85%. Riêng khách quốc tế đến từ các thị trường Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Đức, Hàn Quốc và Thái Lan. Trong thời gian qua thì ngoài những cái sản phẩm văn hóa du lịch, những chương trình nghệ thuật hiện có thì chúng tôi tiếp tục nâng cấp để mà phục vụ cho nó tốt hơn. Ngoài ra thì chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu để tạo ra những cái sản phẩm mới, những cái dịch vụ mới để mà làm phong phú và đa dạng hơn những cái sản phẩm để thỏa mãn được cái nhu cầu trải nghiệm của du khách khi đến với Hội An. Hiện đã có gần 90% các đơn vị kinh doanh lưu trú mở cửa hoạt động đón khách, khoảng 60% lực lượng lao động trong ngành du lịch đã trở lại làm việc. Cùng với các hoạt động trong năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, Hội An đang phát động chương trình Người Hội An đi du ngoạn Hội An, lập lại trật tự, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường du lịch. Thành phố cũng đang thiết kế bộ nhận diện thương hiệu du lịch Hội An, phối hợp với các ngành địa phương xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát khách du lịch ra đảo Cù Lao Chàm. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, thành phố Hội An sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ
27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 7. Chương trình gồm lễ viếng và dâng hương tại kỳ đài, thắp nén tri ân tại mộ bà mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ. Chương trình hát về đồng đội do Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 142 thuộc Sư đoàn 315 thực hiện. Dịp này, thành phố và các xã phường cũng sẽ tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu trên địa bàn và tham gia hội nghị gặp mặt do tỉnh tổ chức. Ngoài các phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh theo quy định, Ủy ban dân thành phố khuyến khích các xã phường vận động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm để trao tặng thêm phần quà cho người có công. Đợt này, Hội An đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, biểu dương những tập thể cá nhân, người có công gương mẫu tiêu biểu, các hoạt động, kết quả nổi bật về thực hiện chính sách người có công trên địa bàn thành phố thời gian qua, v.v. Thưa quý vị và các bạn, 20 năm qua, các chương trình tín dụng chính sách đã mang lại hiệu quả lớn về kinh tế xã hội tại Hội An, nguồn vốn có tốc độ tăng trưởng cao, tăng 16,52 lần so với khi thành lập. Đã có hơn 26.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Hội An được vay vốn. Có 6.000 hộ đã vượt qua ngưỡng nghèo, hơn 6.457 lao động có việc làm, hơn 12.500 công trình nước sạch và vệ sinh được xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp, cho vay giúp gia đình nghèo, cận nghèo và khó khăn có tiền trang trải chi phí học tập cho hơn 4.600 em học sinh sinh viên, xây mới 73 căn nhà cho hộ nghèo, xóa nhà tạm và phòng tránh lụt bão, xây dựng sửa chữa 62 căn nhà cho vay đối tượng nhà ở xã hội. Em cũng nhờ bên cái nguồn vốn rau nước sạch này là em vay được chút ít, là em về em kinh doanh là vườn rau, nói chung là cũng được ổn định, cũng được kiếm được đời sống qua ngày. Cũng nhờ chính sách xã hội nên là cho mình ra đến mức độ lấy 100 triệu để là mình sản xuất kinh tế về lục cây quả cảnh. Cuối cùng thì cũng đạt được kết quả nhờ cái sự chính sách của nhà nước. Rồi cuối cùng là gia đình thì bây giờ là như cô là tọa mẫu và khó đi lên rồi đấy. Quá trình cái nghề này là cái nghề truyền thống của đời cố trả lại. Trong quá trình làm nghề này nhưng thời gian sau này vì máy móc cũng ra, nhưng mà cũng có sự hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách để tài trợ cho cái nghề làm cô Lào cho nó được nhiều hơn và đỡ công sức của gia đình. Hiện 85% tổng dư nợ của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hội An tập trung cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân với nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác xóa hộ nghèo. Hội An là đơn vị có nguồn vốn ngân sách cấp huyện cao nhất toàn tỉnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, tổng nguồn vốn cho vay từ ngân sách thành phố đạt gần 21 tỷ đồng. Riêng chương trình tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo đã huy động gần 16 tỷ đồng. Tôi nghĩ rằng cần phải tăng thêm cái nguồn vốn từ cấp trên tỉnh trung ương cho cấp huyện. Cái thứ hai nữa là cần nên nghiên cứu thay đổi điều chỉnh các cái quy định về các cái nhóm đối tượng mà chúng ta được vay từ cái vốn của ngân hàng chính sách xã hội và cái nội dung vay. Tôi nghĩ rằng là nếu cần thiết thì ban đại diện sẽ đề xuất theo cái thực tiễn yêu cầu á, ta sử dụng nguồn vốn nó hiệu quả nó tới đâu, còn lúc nào nó cần nguồn vốn nữa thì chúng ta đề xuất với hội đồng nhân dân, với ban chấp hành đảng bộ thành phố thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. 20 năm từ năm 2002 đến năm 2022 triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hội An đã thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao. Qua đó khẳng định tính ưu việt của ngân hàng chính sách xã hội, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ủy ban dân thành phố Hội An vừa tổ chức tọa đàm bảo tồn phát huy nghề truyền thống và văn nghệ dân gian ở Hội An hướng đến thành phố sáng tạo, với sự tham gia của đại diện các đơn vị có liên quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài địa phương với 18 bài tham luận. Tọa đàm là diễn đàn để trao đổi, thảo luận và đánh giá toàn diện về vai trò của các nghề truyền thống và văn nghệ dân gian Hội An trong con đường phát triển của thành phố, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc quảng bá các giá trị văn hóa phi vật thể, tài nguyên và con người Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động liên quan đến việc thúc đẩy xây dựng hồ sơ
Hội An tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong thời gian đến. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề trồng rau trà quế. Nghề trồng rau trà quế xã Cẩm Hà, thành phố Hội An được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 4 tháng 4 năm 2002. Đây không chỉ là sự ghi nhận, vinh danh giá trị lịch sử, văn hóa và vai trò của nghề truyền thống được hình thành cách đây hơn 300 năm, mà còn tạo điều kiện, động lực để cộng đồng gìn giữ, phát huy tốt hơn trong tương lai, hướng đến làng rau trà quế trở thành điểm đến du lịch xanh, bền vững. Đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề trồng rau trà quế là niềm phấn khởi, tự hào, nhưng đi cùng với đó là trọng trách to lớn đặt ra phải quản lý, bảo tồn và phát huy tốt giá trị vốn có của di sản để những giá trị đó được lan tỏa không chỉ trong cộng đồng dân cư mà còn đến với bạn bè gần xa. Thưa quý vị và các bạn, diễn ra trong 3 ngày 15 đến 17 tháng 7, sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An là nơi hội tụ của tinh hoa nghề phố hội, hướng tới xây dựng thành phố sáng tạo toàn cầu. Trong sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An, những nghề làng nghề tại Hội An như gốm Thanh Hà, mộc kim bồng, rau trà quế, lụa thổ cẩm, nghề làm đầu lân, đầu thiên cẩu, làm lồng đèn, làm tranh tre, đan lưới, làm bánh truyền thống, mặt nạ, chế tác sản phẩm từ vải vụn, củi lũ, v.v. được giới thiệu trong không gian trưng bày, tạo dựng từ các gian nhà, làm hoàn toàn bằng chất liệu tre, gỗ, lụa. Bên cạnh đó còn có không gian ẩm thực Hội An với các món ăn đặc sản gắn liền với làng nghề, làng quê. Vì tôi tham gia ngày này là tôi cũng về nghề truyền lưới của Hội An, vì cá trùng có nọc, nghề biển lắm tôi. Tham gia lễ hội này thì tôi cũng rất vui. Mỗi người có một cái tay nghề, chúng ta cùng góp vào với cái thành phố này. Mỗi người chung một tay vào để cho Hội An của chúng ta nó phong phú về hình thức và nó đậm cái bản chất riêng của nó. Dịp này, thành phố đã tôn vinh những người thợ thủ công, nghệ nhân, đại diện các nghề làng nghề truyền thống và cộng đồng doanh nghiệp, đã và đang góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống ngành nghề Hội An. Có cái chủ hoạt động về nét hoa nghề truyền thống đó, để thứ nhất là nhằm để mà trồng lập và giới thiệu quảng bá những cái giá trị của ngành nghề truyền thống Hội An. Qua cái nét hoa nghề truyền thống này, chúng tôi lấy cộng đồng dân cư là trung tâm và con người, tức là những người sáng tạo ra những làng nghề này là chủ thể. Cái thứ hai nữa là từ cái chỗ này để mà chúng ta tham gia giới thiệu những cái giá trị của Hội An, tham gia trong cái mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Hội An là một trong 7 thành phố nằm trong kế hoạch xây dựng đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo, nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An là bước chuẩn bị để các chủ thể từ chính quyền đến nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia vào hành trình xây dựng Hội An trở thành thành phố sáng tạo trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh từ sự kiện Nét Hoa Nghề Hội An năm 2022 mà chúng ta vừa xem đã khép lại chương trình truyền hình thành phố Hội An phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.